sáng đỏ. Có tiếng gọi đồ đánh cắp triệu con tim, đều đặn và chăm chỉ như chú ông thợ. Hoàng tử dân ca Dương Ngọc Thái chọn cho mình một lối đi riêng. Năm live show, năm giấc mộng của kẻ yêu nhạc, được kể với cái tên chưa bao giờ thay đổi. Một thoáng quê hương, chẳng còn ai nhớ mong mình về. Xa xăm nghe tiếng gió, mẹ xa rồi còn gì mà mong. Và năm nay, lần đầu tiên, kẻ gọi đồ lãng du ấy liều lĩnh làm chuyến du ký bằng âm nhạc với 3 điểm dừng chân: thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Lúc nồng nàn sâu lắng, khi sôi nổi trẻ trung, nhưng lại có lúc nghiêng ngả với những tiếng cười. Một sân khấu mộc mạc đất phương Nam, một đêm nhạc thăng hoa của những giọng ca ngọt ngào, chàng hoàng tử dân ca Nam Bộ đã đến.